Rước đèn trung thu, ấy đèn hạt bưởi, à đi lùi đấy, lùi đấy, ấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bóc hạt bưởi. Để làm gì? Để xông đèn, để làm đèn. Làm đèn, làm đuốc, để đốt trong đêm trung thu. Đầu tiên bạn cần có những gì? Bạn cần có những cái dây này. Có một sợi dây đồng. Dây đồng nhỏ. Và bạn cần có mấy hạt bưởi. Còn thật cần, nhiều để sâu vào dây. Đầu tiên hạt bưởi phải làm gì? Phải bóc ra. Bóc vỏ đi. Rồi bóc vỏ. Cô bóc cùng con. Bóc nè, bóc bỏ cái vỏ. Bóc cho nhanh thì các cần để cho hạt nó khô đi. Đúng rồi bố ạ. Bóc hạt ấy thì nó bị nhớt, à nó bị trơn. Để nó khô xe xe đi, nó bóc vỏ đi nè. Giữ lại hạt. Bây giờ đang là buổi tối. Ngày xưa cái thời mà người ta cầm đèn ấy, vẫn dùng đèn dầu đấy. Là trẻ thơ này, thiếu nhi này, hay là hay chơi trò này là sâu hạt bưởi lắm để đốt đi trong đêm trung thu. Sau đây bố rất sâu nhá. Xiên này, lấy cái tăm. Xiên là xiên một lỗ mà đây này. Xong lấy cái dây đó. Đây bố xiên lên cái hạt này nha. Cái hạt lấy sợi dây đồng xiên qua cái lỗ ta vừa. Ba hạt bưởi. Nào tiếp nha. Bữa đang được ba hạt bưởi ra. Hello, xin chào tất cả. Cái xiên nó. Kì cần cần lắm. Đi lo bộ ghép lại à? Con rất thích bóc hạt bưởi luôn.
Đây là sâu hạt bưởi đây. Sao ít thế? Nhân bóc hết rồi đi. Bộ năm sau sâu năm cái tay là gì? Sâu chậm chạp thế. Lúc gì con được sâu? À, sao đi? Bộ bóc nha, thôi con thích bóc hơn. À đúng, chạy ra tự sâu nào. Và biết cái nào sâu. Là bộ xiên nha. À, cầm đấy. Cầm này, cầm đây, dây. Thế bây giờ xong hết vỏ có dũng rồi hả? Chúng ta để khô đi này, để này khô đi xong bật lửa đốt, đốt nó sẽ cháy sáng rực luôn. Mà chưa bật lửa nha. Đêm trung thu thì sẽ đốt, châm lửa đốt và đi sẽ sáng rực như một ngọn đuốc. Thank you.
tôi chưa cắm. Dương tí nào, dần dương đèn. Dâng chéo ra ngoài này, bọc người này. Thế chưa? Tùng dinh dinh này ha đi. Tùng thà, tùng hình trong rộn ràng ngoài đình. Đúng không? Lấy đi sức đèn. Giữ nguyên đây không có dung dinh. Đừng mở mắt, để.
chưa? Trái được là do con rồng. Người con rồng thì không trái. Khô lại đầu tiếp đi chờ đến rằm trung thu sẽ đi.